Sài Gòn nói riêng và Việt Nam rồi Đông Nam Á đang vào cái thời điểm nóng bức và có lẽ là nóng nhất trong vài năm trở lại đây. Chúng ta trông chờ từng cơn mưa hiếm hoi. Cái may của chúng tôi là từ bữa về mưa nghe nói là hơi nhiều. Cách đây 2 đêm chúng tôi ngồi với chư tăng lên lầu thì nghe gió mát và nghe ở trong gió có cái mùi hơi nước, mừng lắm. Bằng vào cái kinh nghiệm dân gian, mình hy vọng là trời sẽ mưa, nhưng mà giờ cuối không mưa. Nghe cái hơi nước trong gió thì nghĩ là trời sẽ mưa. Chúng tôi bắt đầu bài giảng sáng nay bằng một câu chuyện rất là nhạt, nhạt hơn nước mưa. Tôi muốn nói cái gì? Là khi chúng ta có một cái nhu cầu nào đó thì tự nhiên chúng ta sẽ trở nên nhạy cảm hơn trong cái chuyện mà trông chờ, có phải vậy không? Bạn hiểu tôi nói gì không? Ví dụ như mình đang ngồi chờ một người quen ở ngoài đường thì cứ mình thấy ai đi tới đi lui mình cũng để ý, khi mà quý vị có ý trông chờ một bài pháp thoại, các vị chỉ nhìn tôi, các vị không có nhìn người khác. Mà khi các vị còn cái bụng dạ để mà quan sát người khác thì có nghĩa là cái lòng các vị đến đây để quan sát mấy người vào ra chánh điện, chứ phải là nghe lắng nghe chúng tôi, hiểu không? Khi mình có ý mình chờ cơn mưa thì mình để ý từng cơn gió và nghe cả cái mùi nước ở trong đó. Sáng nay tôi muốn nói đến 2 chuyện. Chuyện thứ nhất, khi mà mình có cái lòng trông chờ cái gì thì mình các cái giác quan của mình nó sẽ trở nên bén nhạy hơn. Đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, đó là khi mình xác định được cái chuyện mà mình trông chờ là cái gì thì mình phải có những chuẩn bị, mình phải có những chuẩn bị cho cái sự trông chờ đó. Bữa nay tôi giảng bài pháp tại chùa, nhưng mà trước hết tôi sẽ kể các vị nghe một câu chuyện về Chúa. Nghe câu chuyện về Chúa tại chùa. Là có một cái giáo xứ đó trải qua một thời gian dài mấy tháng bị hạn, không có nắng. Cả giáo xứ khổ lắm, giống như Sài Gòn bây giờ vậy đó. Thì mỗi người vào nhà thờ cầu cha, xin cha khấn Chúa làm sao cho nó mưa, chứ giáo xứ chịu không nổi. Thì cha mới tập hợp giáo dân lại và tổ chức những buổi cầu nguyện liên tục. Cầu nguyện liên tục suốt một tuần như vậy. Thì đến ngày thứ 7 thì trời đổ mưa xuống. Ai cũng nói là lời cầu nguyện của giáo dân đã được Chúa nghe được. Nhưng mà lúc đó mọi người rõ ràng là nghe được một tiếng nói từ trên trời ấy, là ta mưa không phải vì giáo xứ, mà ta mưa là vì con Nguyễn Thị Cúc ở trong cái giáo xứ này. Nghe cho kỹ, ta mưa không phải là vì giáo xứ, mà ta mưa là vì con Nguyễn Thị Cúc. Bởi vì trong đám mấy các con 200 đứa giáo dân cầu nguyện trời mưa, nhưng mà chỉ có một mình con Cúc là suốt từng hai đứa, ngày nào nó đi nó cũng đem theo dù hết. Đại ca hiểu gì không? Một rừng người mà nghe không hiểu hả? Thấy chưa? Đây là lý do vì sao mà lần này tôi về tôi từ chối, tôi không có nhận thuyết pháp ở Việt Nam nữa. Cái não trạng ở Việt Nam nó không có quen với những cái này. Tại sao Chúa chỉ cảm động với con chó Nguyễn Thị Cúc? Tại sao vậy? Tại vì lễ vì suốt một tuần đó cổ đi cũng đem theo dù, mà tại sao có mang theo dù? Thấy chưa?
ăn mấy chục tấn gạo. Có nghĩa là chỉ có một Nguyễn Thị Cúc tin rằng trời sẽ mưa, cầu mưa và tin rằng Chúa sẽ làm mưa. Cho nên ngay cái ngày đầu tiên đi nhà thờ là Nguyễn Thị Cúc đã xách cây dù theo, và cứ vậy xách dù suốt một tuần. Trong khi đó 200 giáo dân kia nói là cầu Chúa, nhưng mà không có cái tên nào nó xách dù hết, bởi vì nó không có tin. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu không? Chùa mời thì tôi giảng, giảng vì thầy trụ trì, chứ tôi nhìn cái mặt các vị tôi không muốn giảng. Khờ quá. Mặt gì nói sao nó hiểu, mặt gì chửi nó chưa chắc nó hiểu, đừng nói giảng. 200 người đi vào nhà thờ cầu mưa mà chỉ có một người cầm theo dù thôi. Ở đây cũng vậy, hàng trăm người vào chùa nghe pháp, các vị trông đợi cái gì ở pháp thoại? Trời biết. Tôi có lòng cầu mưa, tôi ước, tôi mong mưa lắm, cho nên tôi ngồi tôi nghe gió, gió mát hơn mọi khi tôi mừng lắm. Bởi vì gió mà mát như vậy có nghĩa là trong đó có hơi nước nó nhiều, mà tôi mong đến mức mà tôi nghe cả cái hơi nước trong gió nữa kìa. Còn mình thì sao? Mình cầu mưa mà không tin là mưa xuống. Đi chùa nó là theo Phật, nhưng mà cái tinh thần cao nhất của đạo Phật là gì? Là giải thoát. Mình không tin cái đó. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần. Quý vị tự hỏi lòng mình đi, nếu mà thu nhập của quý vị ở đây mỗi ngày là 10.000 đô la, hoặc là một tháng 10.000 đô la, đô la Mỹ, thì quý vị có đi chùa không? Nói như vậy không có nghĩa là quý vị đi chùa để kiếm tiền, không phải. Nhưng mà nếu một tháng quý vị có 10.000 đô la, quý vị có đi chùa không? Không. Là vì hai lý do. Thứ nhất, phải làm quần quật để có được 10.000. Hai là phải làm sao mà xài, kiếm cái chuyện để xài 10.000 đó. Giờ này là phải vào spa, lúc này là phải vào spa, lúc này phải đi sauna, lúc này phải đi biển Vinpearl, lúc này phải đi Thái Lan, lúc này phải đi Dubai, lúc này phải đi châu Âu. Chứ còn ngu gì mà lúc này mà đi chùa ngồi dưới đất vậy rồi nghe pháp, vậy thấy không? Chỉ cần tự hỏi lòng mình, nếu một tháng mình có 10.000, 15.000, 20.000 mình có đi chùa không? Điều đó cho thấy rằng cái lý tưởng giải thoát của mình nó kém dữ lắm. Và tôi xin nhắc lại, tôi không phải là một thiền sư, tôi không phải là hành giả, mà tôi xin gợi một chuyện thôi. Chúng ta có bê mối, chúng ta có bày hài cách mấy đi nữa, thì cũng làm ơn nhớ rằng có thể đây là mùa hè cuối cùng trong cuộc đời của mình. Có thể đây là mùa hè cuối cùng mà chúng ta còn đi đứng như là mình muốn. Mùa hè cuối cùng, mùa hè sau có thể mình chết hoặc có thể mình nằm tại chỗ. Có thể đây là mùa hè cuối cùng mà gia đình mình còn đoàn tụ đầy đủ. Có thể đây là mùa hè cuối cùng mà cái cuộc mình tiếp mình được sống trong cái sự sung túc về vật chất. Có thể đây là mùa hè cuối cùng. Phải luôn luôn nhớ như vậy. Và bản thân tôi thì có một cái mà tôi cho rằng nó là điểm tựa trong đời tu của tôi. Đó là tôi không biết sau này cuối đời tôi sẽ chết kiểu gì, nhưng mà có thể là do linh cảm. Tôi cứ hình dung cái chuyện mà mình nằm một mình trên giường giữa bốn bức tường trắng, sao tôi bị ám ảnh, cái nó dễ sợ lắm. Ám ảnh kinh khủng lắm. Và ở bên Thụy Sĩ, thỉnh thoảng tôi cũng đi tiệm đồ cũ, tôi tiệm này kia để tôi về tôi dùng ở nhà. Nó, tiệm đồ cũ thì nó rẻ mà nó tốt. Có lần đó tôi thấy nó bán cái giá mà treo nước biển á, không biết làm sao mà cái đó nó lại trôi ra ngoài tiệm đồ cũ. Cái giá đó nó tốt lắm. Cái giá đó nó gồm có bốn cái móc, mình có thể cùng lúc mình treo hai bịch máu, hai bịch nước biển được. Tôi đem về tôi để làm sao cốc tôi đó, tôi để tôi treo bốn cái móc áo, phơi đồ tuyệt vời. Mà cứ mỗi lần mà tôi treo cái móc áo lên là tôi nhớ bốn chai nước biển. Tôi có lần tôi nói đùa với người quen, họ nói thấy ghê quá sự rồi tôi làm gì ghê. Họ nói sao thấy con dòm nó không nhớ bệnh viện. Tôi nói đúng, đúng, rất là đúng, mình phải nhớ. Thì để tôi về bên kia tôi chụp hình tôi post trên Facebook cho các vị thấy, là nó là cái giá treo nước biển. Khi mà mình có lòng trông đợi cái gì, mình thiết tha cái gì, mình sẽ trở nên nhạy cảm hơn.
cảm ơn, mình sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Còn nếu mà mình không có lòng trong đời đó thì một vị Phật đi ngang mặt mình thì mình cũng không có cảm nhận được. Tôi đọc cái này trong kinh tôi thấy xúc động nè, là Đức Phật mỗi sáng Ngài dùng Phật trí để mà Ngài soi rọi vô lượng thế giới để tìm những người hữu duyên để Ngài độ. Nhưng mà trong kinh nói có khi 3 tháng trời Ngài độc cư vì Ngài biết không có người nào để Ngài độ trong 3 tháng đó. Nghĩ cái đó mà giật mình. Chúng ta hôm nay, thôi nói tôi đi, tôi hôm nay tôi nghĩ trong bụng sẵn sàng gặp được Ngài trong 5 phút tôi chết cũng được. Mặc dù 5 phút tôi biết tôi được cái gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi gặp được Đức Phật trong vòng 5 phút tôi chết cũng được. Nhưng mà thời Ngài có vô số người gặp Ngài đi bác họ tính bơ, là bởi vì họ không tìm thấy được một cái sự tương thông với Đức Phật. Và theo trong kinh thì có vô số chư Phật đã ra đời, và hôm nay chúng ta cũng còn ngồi đầy ở đây. Có nghĩa là trong vô số đời Phật, chúng ta không có cái lòng trông chờ. Các ngài là những cơn mưa, các ngài là những cơn mưa, nhưng mà chúng ta là những cái mảnh sân xi măng, những cái mái tôn. Cho nên mưa xuống thì mưa, nhưng mà xi măng thì cái sân xi măng và cái mái tôn thì nó không được gì hết. Cho nên đó là hôm nay là ngày Phật đản. Thì chúng ta tổ chức Phật đản không chỉ đơn giản là một ngày từ ngày giỗ để tưởng nhớ Đức Phật, chỉ đơn giản tưởng nhớ thì không, mà còn hơn cả vậy nữa. Tức là không phải tưởng nhớ mà là nhắc nhớ, nhắc nhớ rằng chúng ta có đáng, có xứng đáng với một cái vị thầy như vậy hay không. Những gì ông Krishnamurti ông nói thế này, những gì mà chúng ta học được, chúng ta nghe được từ Đức Phật ấy, thì đó là cái món quà mà Đức Phật, món quà và di sản, quà tặng và di sản mà Đức Phật để lại cho chúng ta. Nhưng mà những gì chúng ta hiểu biết và hành trì là chính là những cái món quà mà chúng ta đem dâng tặng ngược lại cho Ngài, hiểu không? Những gì mà mình nghe được, mình học được ấy, thì là món quà, là di sản Ngài để lại cho mình. Còn những gì mình hành trì, mình nghe được, mình hiểu được là cái mình cúng ngược lại cho Ngài. Thì mình về mình tự mình hỏi ngược lại đi, cái khả năng nhận thức và khả năng hành trì trì của mình có đáng với những gì mà Ngài để lại hay không. Và xin nhắc lại một lần nữa, có rất là nhiều vị hiểu lầm, cứ nghe nói đến chuyện cúng Phật mà họ quên rằng thật ra nó là cúng, nghe cho kỹ nha, cúng Phật, lạy Phật. Mình cúng ông sư, mình lạy ông sư thì ông sư cũng còn nhận. Chứ còn mình cúng Phật lại Phật thì Ngài đâu có còn nữa. Như vậy thì mình cúng Phật lại Phật đúng, nói cho đúng là mình là mình cho mình chứ không phải cho Ngài, có đúng không? Mà ngay cả khi Ngài còn tại thế cũng vậy, mình có tới mình đảnh lễ Ngài thì Ngài cũng không có được cái gì. Mình có cúng dường Ngài, Ngài cũng không được gì. Một ngày Ngài chỉ có mình bác đó thôi. Ngoại mình bác ra thì mình có cúng cái gì đi nữa, Ngài cũng không được cái gì. Cho nên nhớ, kính Phật, lễ Phật, học Phật, tin Phật và tu Phật thì tất cả là cho mình thôi, cho mình. Ngày Phật đản thì chúng ta ôn lại với nhau hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nội tâm của chúng ta đang hướng về cái gì. Mỗi ngày, mỗi giờ nên tự hỏi lòng mình xem có cái mà mình đang nghĩ tới là cái gì. Tôi xin nhắc, có thể quý vị sợ mà tôi vẫn nói, tôi là một ông thầy tu, nhưng mà trong khi những cái dịp mà đi cầu an, cầu siêu cho Phật tử tôi không có tin. Nhiều người hiểu lầm cái này rồi đem post lên mạng nói rằng chúng tôi bác, không phải. Nghe cho kỹ, tại sao tôi không có tin, tại sao tôi không có tin cái cầu an cầu siêu? Không tin ở đây phải phân tích tại sao không tin, là bởi vì thuốc hay cách mấy mà bệnh nhân không chịu uống thì thuốc nó không có giúp được cho bệnh nhân, nghe kịp không? Nếu mà cái người đang bị bệnh, đang bị nạn được nghe pháp với tất cả sự hiểu biết, với tất cả sự thấm thía, thì cái pháp đó, cái kinh đó nó mới có tác dụng. Còn bình thường cả tháng 30 ngày, một ngày 24 giờ không có Phật, lúc đụng chuyện hữu sự mới đi vào chùa tìm tăng ni nhờ tụng kinh rải nước giùm, thì trường hợp này tôi không có tin. Mà đa phần Phật tử như tôi biết thì 99% trong ngày là không có Phật. Từ chỗ đó đó tôi mới nói là tôi không tin cầu an, là không tin vậy đó.
hỏi riêng tôi trong cái chỗ riêng tư, hỏi sư có tin cái quay lực các bài kinh hay không, tôi nói tôi tin chứ, đó là lời Phật tôi tin chứ. Nhưng mà với điều kiện là anh phải là một mảnh đất thì mưa xuống anh mới nhận được. Còn đằng này anh là cái sân xi măng thì mưa xuống là nó trớt quớt. Anh là một cái tấm tôn thì mưa xuống là nó trớt quớt. Mà nhiều người họ không có, không biết là họ nghe không kỹ hay là họ cố ý ác ý. Mà mình thì Việt Nam mình đa phần là ác ý. Cắt có một khúc là tôi nói là tôi không có tin cầu an cầu siêu, rồi họ lại cắt cái khúc, họ nói tôi là đậu hồi, họ nói tôi là vô thần. Không phải, tôi nói tôi không tin là vì tôi nhìn Phật tử tôi thấy tôi lựa đại cô, đây là cái cô này, cái cô Lý Ngọc Nga này, tôi nhìn bà tôi thấy bà cung kính, chứ tôi không có tin là một ngày mà cái thiện nó nhiều hơn cái ác, đúng không? Tôi đâu có tin. Rồi bây giờ đè bà ra mà tụng cầu an tụng cái gì, cái lòng của bà toàn là cộng trừ nhân chia chi thu sổ sách tiền bạc, không làm sao mà phần nào ở trong đó. Đây, đó là cái người mà tôi cho là đạo tâm cũng hùng hậu đó. Cô này tôi thấy cái mặt lành lắm, đệ tử của cái thầy Trí Huệ đó. Nghe cái tên thầy lấy ngon lành rồi. Trong khi tôi không tin cầu an là không tin cái đó. Rồi cầu siêu cũng vậy. Có hai trường hợp. Cầu siêu á là một mình đi mình tụng kinh trước một cái xác lạnh ngắt. Thì cái hiểu không? Tụng kinh trước một cái xác lạnh ngắt, mà cái xác đó theo trong A Tỳ Đàm nó họ là cái người đó họ đã đi tái sanh rồi. Thì mình tụng vô cái xác lạnh ngắt đó là tụng cái gì? Đó là một. Cái thứ hai, nếu mà họ cận tử, họ sắp chết, hoặc là họ đã là một phi nhân mà đang quẩn quanh lãng vãng ở đó, thì cái quan trọng nhất là cái thuở bình sinh, cái buổi sinh thời của họ đó, trong lòng họ có Phật hay không. Trong lúc mình khỏe mạnh, mình minh mẫn, mình tỉnh táo, mà mình nghe kinh mà mình còn không muốn nghe, thì hỏi chứ cái lúc ngáp ngáp nó thở không nổi, nó toàn nó lấy hơi ra không à, thì hỏi kinh nào mà vô. Cho nên trẫm mới nói là trẫm không có tin cầu siêu là như vậy đó, nghe kịp không? Rồi thứ hai, nó đã chết rồi nó làm một cái loài chúng sanh nào đó, thì nó làm con trùng con dế, hay là nó làm nó sanh đầu thai vào làm người làm chư thiên ở đâu đó thì khỏi nói rồi. Còn nếu mà nó đang là một cái loài phi nhân mà nó quẩn quanh gần đó đó, thì bữa nay tôi cũng phải nói thiệt một chuyện mà bà con không có lẽ không biết có nghe chưa. Cái này kinh nói chứ không phải là tôi nói. Này các vị kheo, cảm thọ mới xóa nhòa cảm thọ cũ, ở một kiếp tái sanh mới, cái tâm tình cảm xúc của kiếp trước bị phai phôi nhạt nhòa. Nguyên văn trong kinh là cảm thọ mới xóa nhòa cảm thọ cũ, có nghĩa là sao? Hôm nay trong cái hình hài sinh học, có hiểu chứ sinh học không? Hình hài sinh học này, chúng ta đói, ăn, khát, uống, nóng, lạnh, tiêu, tiểu, đau, nhức, tê, mỏi. Trong cái hình hài này, với cái hormone sắc tố nam, sắc tố nữ, với tất cả những cái thành tố sinh học này, chúng ta có cảm giác khác. Chứ nếu mà chúng ta sanh vào làm cái loài phi nhân, hình xương bóng khói, có thể hình xương bóng khói không? Thì lúc đó cái tâm tình của mình nó thay đổi rất là nhiều. Tôi nói rất là nhiều là lỡ, mình nó là thay đổi toàn diện. Trong hình hài này, tôi biết đây là em ruột, là anh ruột của tôi rất là thương. Nhưng mà khi tôi hước một cái, tôi làm một loài phi nhân, tôi biết rõ đây là người anh, người em cũ, kiếp trước của tôi. Tôi chỉ biết vậy thôi, chứ nó rất là nhạt nhòa. Nếu các vị muốn tôi chứng minh nha. Các vị có tình kiếp trước kiếp sau có không? Rồi, nhớ nha, đừng có chối nha. Rồi, vậy chứ bây giờ các vị nhìn một cái con gián mà trong toilet, các vị có tin nó từng là bà con mình kiếp trước không? Có không? Nhưng mà các vị nó có thương nó như là thương đứa con mình ăn bọng trên tay không? Bây giờ hiểu chưa? Đó, đó là bằng chứng đó. Tôi tin chứ. Tôi tin là cái con gián đó nó từng là thân huyết của tôi. Nó từng là mẹ của tôi, từng là cha của tôi, từng là bạn gái, từng là vợ, từng là con, từng là chị của tôi. Tôi tin chứ. Tôi tin Phật mà, tôi tin. Nhưng bây giờ kêu tôi thương con gián nó như là tôi thương cái mấy người xung quanh tôi thì hơi bị khó. Hiểu không? Thì những cái loài phi nhân cũng y chang như vậy. Bây giờ hiểu chưa? Họ biết hết á, nhưng mà đừng nói ở đâu xa đó. Mình ly dị nhau rồi, mình nhìn nhau có giống như hồi mình mới cưới không? Trời ơi, nó ớn lên tới tổ luôn.
Tôi nói với các vị có rất là nhiều Phật tử, họ đâu có, tôi đâu có cưới họ ngày nào, họ chỉ hộ trì, họ tới họ giúp đỡ tôi, mà tới một thời gian mà tôi bắt đầu mà tôi biết họ hơi nhiều đó, tôi chỉ muốn họ biến thành làn khói. Có cái đó có nhiều lắm trước mặt tôi này chứ đâu, ớn lắm. Tức là may là vô qua kiếp khác ấy. Mà chỉ cần một xáo trộn nhỏ trong đời sống, trong tâm lý, chỉ cần mình nghe đôi điều thôi. Có rất nhiều người ngồi ở đây, họ đến thì họ nghe tôi là vì họ chưa gặp tôi bao giờ, hoặc là họ chưa nghe thị phi về tôi. Chứ thử mà họ chỉ nghe một hai cái thị phi điều tiếng về tôi là họ đã không muốn tới gặp mặt tôi rồi, hiểu chưa? Mà chưa cần đến cái chết can thiệp, chưa cần. Chỉ cần đôi ba tiếng nói về thì tôi mà cái bị nghe lao sao ngoài ngõ là đã không muốn gặp rồi. Bây giờ tính chưa? Thì nói gì cái chuyện đầu thai kiếp khác, nó bạc lắm, bạc như vôi đấy, bạc lắm quý vị. Mà tôi nhìn tôi thấy có mấy người, nói mấy là ít chứ đúng, chắc cả hàng trăm người Phật tử quen với tôi, mà cắm đầu họ lo cho con, họ muốn đi nghe pháp mà vì phải về lo cho thằng nhỏ, nấu ăn cho nó, đưa nó đi trường, bữa nay nó đi thể thao, bữa nay nó đi lội, bữa nay nó đi cờ tướng. Tôi thấy họ lo con thì dĩ nhiên chỉ biết bình thường, nhưng mà trong lòng tôi nó có cái gì đó nó lăng tăng lắm. Bởi vì tôi biết một chuyện, năm nay tôi già rồi mà, rồi tối rồi tôi nằm mơ có người nói với tôi là sư 60 chứ không phải 55. Không, cái chuyện đó có thiệt. Hồi tối là tự nhiên có người nói tới, nó nói với tôi như vậy, nói sư 60 chứ không phải 55, nghe cũng ghê ha. Đấy, thì tôi gặp mấy người đó, mấy người mà lo cho con ấy, tôi biết một chuyện, rồi đây họ sẽ vỡ mộng. Khi mà con trai của họ có bạn gái, và khi con gái họ có bạn trai, thì cha mẹ của tụi nó, trong lòng tụi nó chỉ là bóng mờ, bố mẹ chỉ là cái máy rút tiền. Mẹ tôi rất có hiếu với ông ngoại tôi, thương ngoại lắm, nhưng mà khi mẹ lấy chồng là mẹ bỏ ông ngoại, mẹ đi theo chồng chứ. Chồng của mẹ tức là ông già tôi á, hiểu không? Bạc lắm. Mà bây giờ tôi xài chữ bạc thì bà con không có chịu, nó khổ vậy đó. Tôi hôm nay giờ tôi nói mẹ tôi bạc thì không gì đó, tại sao tôi xúc phạm? Nhưng mà bạc này hiểu chữ bạc không? Có nghĩa là mẹ rất thương ngoại, thương lắm, thương chết được. Nhưng mà khi mẹ lấy chồng thì mẹ phải để ngoại nhà. Mà ông bà ngoại tôi mất sớm, nó đau cái đó. Ông ngoại tôi có 11 người con, chết 9, còn 2. Chết 9 còn 2. Một người là ngài giác chánh đi tu biền biệt bóng chim. Người còn lại thứ tư là mẹ tôi lấy chồng xa xứ, chim đa đa. Chim đa đa, làm con chim đa đa. Rồi ông ngoại cứ như vậy mà vò vỏ một mình ở quê. Cho nên hôm nay tôi thấy mấy cái người mà cắm đầu lo cho con ấy, tôi ngán giùm. Thì tôi biết rồi, trong thời gian không xa lắm, họ cũng còn là một mình thôi. Và ở bên hải ngoại nó buồn lắm, lo cho con đến lúc mà nó 18 tuổi, nó lấy xong cái bằng trung học, rồi nó vào đại học. Nó lựa cái trường nó học, cái trường nó của nó có thể cách mình 1-2 giờ bay. Mà nước mắt chỉ có chảy xuôi chứ đâu bao giờ chảy ngược. Nó đi đâu lòng mình cứ canh cánh đau đáu, mình nghĩ về nó, mình lo. Chứ nó đi về cái chỗ mới, nó có bạn bè, nó có trường lớp, rồi nó ra trường, nó lập gia đình, rồi xong. Rồi thỉnh thoảng nó về với mình. Nhưng mà cái này mới đau. Cái nhà mà mình quần quật á, bây giờ mình đang ở, nó là nó bỏ mình, nhưng mà cái nhà mà mình đang ở quần quật mình mới mua được đó, trong di chúc để tên ai? Tên nó. Tên nó. Tại St. Petersburg, Florida, tôi có biết một cái bà đó, chuyên môn là ăn đồ cũ, tiền bạc xài rất kỹ. Mỗi lần mà bà cho tiền tôi không muốn lấy luôn. Mặc mấy lần áo, lật y như Việt Nam, có cái túi, có cái cây kim tây, móc ra cho đúng 20. Giờ tôi đặt tên bà là cái bà 20. Mỗi lần tôi ở bên cho ông tôi về, bà mừng lắm, cho 20.
Mà tôi về tôi ở bệnh mấy tháng mà tôi phải thăm cũng đúng 20. Nhưng mà cái này mới ghê. Mà có một cái nhà ở San Francisco 2 triệu cho thằng con, ly dị để hết cho con vợ. Thì nó không muốn cái chuyện mình chia tới chia luôn, nó mệt á. Nó để nguyên cái 2 triệu cho con vợ, nó xách cái ba lô về ở với bà tiếp. Còn bà gặp tôi cứ 20. Thì đương nhiên tôi là người dân, cái thằng kia nó là con của bà. Nhưng mà có việc nghe nó đặt, nghe nó hơi ngộ ngộ, nó hơi lăng tăng phải không? Đó là trên mặt máu mủ đúc, nó là con của bà thiệt, nó là trên máu mủ thôi. Chứ còn hiện giờ thì những cái gì mà tôi làm cho bà và con của bà làm cho bà, chưa biết ai làm ai nhiều hơn ai. Tại vì bà bệnh, bà bệnh thì cái người mà kè dắt bà đâu phải là thằng con. Cái thằng đó nó làm biết có chứng chỉ mà nó biết cái lắm. Cho nên mỗi lần bà nghe cái gì mà bà nghe bệnh hoạn là bà gọi phone cho chùa, bà kêu Lan Cúc Hương Đào Yến đã đưa bà đi, chứ thằng con đâu đưa đi. Còn bị nhiều là trong bệnh viện lo, phải bên Mỹ thì có bảo hiểm. Cho nên ai hỏi tôi nói trên đời này ngoài tam quy ra đó, về tinh thần là tam quy, mà cái chỗ quy thứ tư đó là bảo hiểm y tế. Tên tôi đi, tôi không có rành lắm về bảo hiểm y tế Việt Nam, nhưng mà tôi đã nói với tất cả những người quen tôi, nói tinh thần là tam bảo, đời sống là bảo hiểm y tế, không có tên đứa nào hết. Chồng vợ thông cảm, một là họ đi trước, hai là nó không có bằng bảo hiểm y tế. Cho nên phúc thay cho những người nào được sống trong một xã hội mà cái bảo hiểm y tế có giá trị, có giá trị bảo hiểm y tế, chứ còn không có tin ai hết. Thì tôi nhắc lại một lần nữa, trong ngày Phật đản chúng ta nhắc với nhau hai chuyện. Chuyện một đó là cái lòng chúng ta hướng về cái gì thì mình mới có thể mở ra để mình đón cái đó. Mình chờ mưa thì mình mới chuẩn bị, mình rửa cái măng sói, mình chuẩn bị lu. Còn nếu mà mình không có chuẩn bị, mưa xuống là nó trôi hết, đó là một chuyện. Sẵn đây tôi nói luôn, bên địa sĩ đó, nó giàu thiệt, nhưng mà chỗ tôi ở trên núi đó, các vị nhìn thấy thích lắm. Nhà nhà đều có mấy cái chậu lớn ở chứa nước mưa. Họ giàu vậy đó, nhưng mà nhà nào cũng có chậu chứa nước mưa. Bởi vì khi mà mình chứa nước mưa như vậy đó thì mình tưới nó tiết kiệm được, cũng là tiền. Mà tại sao tôi đem diễn ra, tôi nói mình phải có lòng chuẩn bị đón mưa, mình phải có lòng trông đợi mưa, xác định lòng trông đợi đó thì mình mới có những chuẩn bị thích hợp. Mình phải có lòng trông đợi Phật pháp, thì cái mỗi lần mình đi nghe pháp, mỗi lần mình đi nghe, mình đọc một trang kinh, thì cái lòng mình nó mới mở ra, nó đón nhận những lợi ích từ đó. Còn đằng này cứ tối ngày cái cơm gạo áo tiền, thì tới lúc đi vô chùa nghe pháp thì nghe tay này nó qua tay kia. Và có một chuyện quý vị không có tin, mà bữa nay tôi phải xác định thêm lần nữa, đó là cái Phật pháp mà mình nghe lơm cơm ấy, nó tuyệt đối không phải là cái Phật pháp thứ thiệt của Đức Phật để lại. Kể tôi nói, ví dụ như rất nhiều người Phật tử ở đây cứ tưởng mình hiểu về pháp bố thí, nhưng mà tôi không tin. Tôi nhắc lại lần nữa, nhiều người ở đây tưởng là mình đã hiểu về pháp bố thí, nhưng mà tôi xin nói các vị nghe cái này, các vị giật mình nè. Tôi không phải là pháp sư tâm tạng, nhưng mà tôi sẵn sàng nói cho các vị nghe một tháng về cái chữ bố thí. Nó rất nhiều chuyện để biết về cái chữ bố thí. Tôi có thể nói các vị nghe một tháng về cái chữ tam quy. Nó nhiều chuyện trong đó lắm. Một tháng nói về cái chữ niệm Phật, một tháng nói về cái chữ niệm hơi thở, một tháng, mỗi đề tài là một tháng. Mà một tháng thì có nghĩa là một ngày là hai buổi giảng, sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng, có nghĩa là 60 buổi giảng nhân cho 2 tiếng, khiếp vậy đó. 120 giờ, tức là một đề tài vậy là 120 giờ đồng hồ, ghê như vậy đó. Không biết nếu mà ghi âm không biết là bao nhiêu ghi cái ba đó, 120 giờ một đề tài. Mà đôi khi đó mình cứ lâm cơm tưởng nghe rồi. Tôi nhắc lại lần nữa, khi ta không xác định được cái nhu cầu, cái lý do mình đến với Phật pháp, thì cái Phật pháp mà mình nghe được ấy, nó rất là sơ sài. Và từ cái nền tảng sơ sài đó, hễ cái kiến thức sơ sài thì nhận thức sơ sài, mà nhận thức sơ sài thì hành trì bắt buộc phải sơ sài, mà hễ hành trì sơ sài thì cái kết quả cũng sơ sài.
Và có một khác biệt rất là lớn giữa một người có học giáo lý và một người không học giáo lý. Người có học giáo lý họ làm công đức phước báo triệu lần. Chữ triệu tôi nói nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng. Nghĩa đen nghĩa là sáu số không. Cái công đức gấp triệu lần cái người mà không học giáo lý. Ví dụ như trong A Tỳ Đàm nói tâm thiện có trường hợp là ly trí, tâm thiện hợp trí. Tâm thiện của người có kiến thức Phật Pháp và của người không có kiến thức Phật Pháp, nó cho ra hai quả báo khác nhau. Cũng cúng dường một muỗng cơm, nhưng một người họ cúng muỗng cơm nó xong, kiếp sau xạo sanh ra vừa giàu, vừa đẹp, vừa khỏe, vừa có khả năng đắc thiền chứng đạo, một muỗng. Còn cái người kia cúng muỗng cơm đó, thậm chí cúng nguyên nồi luôn, nhưng họ không có được bốn cái đó: giàu, đẹp, khỏe và khả năng tâm linh chứng thiền chứng đạo. Bởi cho nên tôi nói một triệu là tôi nói ít, ít. Tức là cũng có muỗng cơm, nhưng một người thì gieo cái nhân trí tuệ, giác ngộ, chứng thiền. Có người cũng cúng muỗng cơm nhưng mà thiếu cái này. Cho nên tôi nói triệu là tôi nói nhẹ đó, chứ tôi không biết nói là mấy ngàn tỷ khác đó. Bố thí mà có trí tuệ đi kèm, bố thí không có trí tuệ đi kèm, mà cái trí tuệ đó nó ở đâu nó ra? Có ba. Trí tuệ đến từ kiến thức, trí tuệ đến từ nhận thức, và trí tuệ đến từ hành trì. Không có kiến thức thì lấy cái gì mà nhận thức có nhận thức, mà không có nhận thức thì lấy gì có trí tuệ hành trì. Cho nên tôi nói số triệu là tôi số ít á. Cho nên tôi rất là tiếc và rất là đau lòng khi mà thấy bà con lơ mơ uổng học Phật sơ sài, là vì chúng ta không có xác định được cái lý do, cái mục đích, cái ý nghĩa của chuyện tại sao mình đến chùa. Mình đến chùa không phải để mà mình thỏa mãn lý luận, thỏa mãn một niềm tin tôn giáo tín ngưỡng, mà mình phải đi đến mình giải quyết những cái thao thức, những cái trăn trở thường nhật ở trong lòng mình ấy. Mà cái trăn trở nào lớn nhất đó là luôn luôn ý thức rằng tại sao tôi có mặt ở đời, tôi có mặt ở đây làm cái gì? Đi làm, sống, sống đi làm rồi sống, sống đi đi làm, đến lúc hết đi làm thì nằm yên chờ chết. Có đúng vậy không? Cuộc đời của mình bên Âu Mỹ có dạng rất là buồn. Mua một cái nhà bạc triệu, xong rồi là sáng sớm hai chồng đi, không có thấy cái nhà nó vuông tròn dài ngắn, không thấy. Chiều tối mới về, cứ như vậy đến cuối tuần thì cứ lăn ra ngủ thôi, mệt quá. Cứ như vậy cả đời trả xong cái nhà thì để gì chút rồi cho con, mình đi vào nhà già mình ở. Ở đây tôi nghĩ ít, để bên đây nhà nào cũng con đông, với bên Thụy Sĩ nhiều cái chuyện rất là đáng buồn. Có những cái hồ nó đẹp như thiên thần. Cho tôi nói cái này hơi lạc đề một chút. Cái hồ In Lê của Miến Điện đẹp như vậy, mà cái chỗ sâu nhất của nó, chỗ sâu nhất chỉ có 5 mét thôi. Vịnh Hạ Long mình chỗ sâu nhất cũng từ 3 tới 5 mét thôi. Trung bình, để tính trung bình. Mấy cái hồ mà chung quanh nhà tôi đó, cái hồ cạn nhất là 50 mét. Tôi nói tên luôn, hồ Han Vilese cạn nhất, đứng mà nhót không tới đó, 50 mét. Hai cái hồ kia, cái hồ Prien, hồ Thun 210 mét, chiều sâu, chỗ sâu nhất. Còn cái hồ Prien 260 mét. Hồ Lắc Lê Măng của Thụy Sĩ 360 mét. Nước trong vắt. Mà tại sao tôi lạc đề? Cái này mới ghê nè. Nước trong như pha màu, và dọc chung quanh bờ hồ đó rất nhiều nhà ma. Nhà ma là gì? Nó làm chủ xong nó không chịu đẻ, hoặc là đẻ ra đứa con nó đi làm bác sĩ kỹ sư ở đâu mất tiêu, nó không chịu về. Rồi nó đẻ là để cho rêu phong mà rất là nhiều. Mà trong khi tôi cứ nhìn cái nhà đó, tôi nhớ là vô số người, vô số nhân loại trên thế giới đang chen chúc nhau trong những căn nhà ổ chuột cấp 4, trong xóm lao động hôi mùi cống bụi bặm ồn ào nóng bức. Mà trong khi đó có vô số những căn nhà chung quanh những cái hồ Lắc Lê Măng, hồ Prien, hồ Thun, hồ Han Virase, hoặc là Svát Xe của Thụy Sĩ, bao nhiêu nhà bỏ trống. Là vì sao? Cái này mới quan trọng. Cái này mới quan trọng nè. Không phải tôi kể cái vị nghe để cái vị đau, mà cái này mới đau nè. Lòng người quá hẹp. Khi lòng người quá hẹp, không có tính tâm, sống không biết nghĩ đến người khác, đa phần chúng sanh sống ích kỷ, cho nên thường người giàu ít con. Tin tôi đi, người giàu rất là ít con, hoàng tộc thường hiếm muộn. Là vì sao? Vì cái người đủ phước để mà vào mấy cái chỗ nó ít lắm. Còn thứ nhà nghèo nó chỉ chạm vạt áo là có con. Cái vị tin không? Nó cứ ra vô nó chạm vạt áo là có con, chạm vạt áo là có con. Mà trong khi nhà giàu là đi núi đi non cầu tự đủ cách, nó đẻ ra nhiều lắm, cỡ con thằng lằn là hết ra rồi.
Mà trong khi nhà nghèo á là nó hiểu không? Nó dễ có con lắm. Là vì sao? Là vì cái người mà đó, cái người mà đủ phước để mà vào làm con nhà giàu rất là khó. Còn hãy mày lọt vô được nhà giàu rồi là nó cứ lờ đờ, nó bị một cái vấn đề về sinh học, bị một vấn đề về tâm thần nhiều lắm quý vị, nhiều và nhiều lắm luôn, nhiều lắm luôn. Cho nên là mình nghe mấy cái đó để mình nói thấm là tại sao có, ngay Việt Nam tôi biết có rất nhiều cái khu nhà bạc triệu, tôi biết không có người phải thuê người ta tới ở quét dọn. Mà trong khi đó có biết bao nhiêu cái gia đình 10 mạng, 8 mạng vào ra chung nhung nhúc, lôi nhôi ở trong cái căn nhà cấp 4, nóng le lưỡi. Tại sao vậy? Lòng chúng ta nghe cho kỹ, lòng ta ra sao thì ta sẽ về sống ở một chỗ như vậy. Lòng ta ra sao thì ta sẽ ăn những cái tương ứng với cái lòng của ta. Có những người chỉ biết con cá khô, mì gói. Có những người đó là sơn hào hải vị mà họ dương ra họ ở xuống không chịu nuốt, có không? Có không? Có, tôi biết. Dọn lên, quản gia với oxy nó dọn lên nhìn thấy cái đũa gấp giống như là thổ địa mà chín vậy đó. Hai gấp kêu dọn. Trong khi đó con khô nó mặn chát mà cứ ngắt, hôi rình. Cả nhà bu lại sâu xé như linh cẩu. Tại sao vậy? Lòng của chúng ta, lòng ta ra sao ta sẽ về ở một chỗ như vậy. Lòng ta ra sao ta sẽ ăn cái thứ tương ứng với lòng ta. Và lòng ta ra sao ta sẽ thương cái người mà ngang tầm với ta, gió tầng nào mây tầng đó. Bồ Tát Tất Đạt chỉ gặp Gia Du thôi, Ngài Sa La Phất chỉ cách bạn với Ngài một kiền liên thôi. Chỉ trừ trường hợp đặc biệt là lâu lâu ở trong kinh có một cái từ gọi là Kammasinna. Chỉ sinna có nghĩa là khe hở. Cái máy sinh áo là lâu lâu á, nó có cái khe hở của nghiệp. Có nghĩa là sao? Một người phước nhiều thì lâu lâu nó có những cái khoảng hở mà cái nghiệp xấu nó chen vô nó trả đó. Hiểu không? Hoặc là cái người tội nhiều mà lâu lâu nó có cái khoảng hở để cho cái thiện nghiệp nó chen vô nó trả. Thì trong những trường hợp thường hú đó, người ác bỗng nhiên sướng, người thiện bỗng nhiên khổ. Thì cái trường hợp đó trong tiếng Pali gọi là cái máy sinh á, tức là cái khe hở của nghiệp. Nhưng mà đa phần đứa nào ác đứa đó khổ, đứa nào thiện thì đứa đó nó sướng. Mà cái chữ sướng này ý nghĩa nó rất là quan trọng. Bây giờ mấy giờ rồi tôi có quyền nói thêm nữa không? Cái này nghe nè, cái này nguyên bài giảng sáng nay chỉ có cái này mới là đáng ghi. Mặc áo dài, mở ra ghi lên cái giảng áo dài nè. Chữ sướng trong đạo Phật có hai. Chữ sướng trong đạo Phật có hai. Sướng cao cấp và sướng hạ cấp. Quý vị nghe chữ hạ cấp như là biết nó rẻ tiền đúng không? Lấy cái áo dài ra ghi nè. Sướng có hai, sướng do nhân và sướng do quả. Sướng do quả có nghĩa là nhờ quả lành đời trước bây giờ ta khỏe, đẹp, khôn, giàu. Khỏe nè, khỏe là không có bị trục trặc. Đẹp là ngó được. Khôn có nghĩa là cái này khả năng suy nghĩ tốt. Giàu có nghĩa là cái vụ này ok, phải không? Khỏe, đẹp, khôn, giàu. Nhưng mà đó là sướng do quả. Còn sướng do nhân là sao? Tâm lành. Những người đi chùa theo tôi tiếp xúc rất là hiếm người tin cái chuyện này. Khi ta sống với tâm lành thì ta rất là vui. Có cái chuyện này quý vị có tin không? Tôi ví dụ này có nè. Nắng chang chang nè, nhưng mà vì mình nhường cho ai đó cái chỗ ngồi rồi mình đứng ngoài nắng đó, lòng mình vẫn vui. Có đó, có không? Hả? Có hả? Đừng có nói lòng lành. Nội mà mấy thằng nịnh đầm đó là nó đã vui rồi. Thấy không? Có một cây dù mà em che đi, anh ướt không ướt đâu, anh chỉ mát chứ không có ướt. Nó có dốc vậy mà nó vẫn vui. Có cây dù nhỏ xíu em che đi. Có một dĩa cơm em ăn đi, anh mới ăn hồi tháng trước vẫn vui. Trong khi đó đó, người không từng sống thiện không tin rằng bản thân cái thiện là đã sướng rồi, chưa nói tới quả thiện. Nhưng một cái này mới quan trọng. Niềm vui đến từ nhân thiện nó tốt hơn niềm vui đến từ quả thiện 1 tỷ lần. Có tin không? Vì sao vậy? Vì niềm vui đến từ nhân thiện nó tiếp tục nó tạo ra vô số cái vui khác. Còn niềm vui đến từ quả thiện thì tôi không chắc. Hiểu tôi nói gì không? Hả? Trời. Một rừng người niềm vui đến từ quả thiện đó,
không chắc là sẽ tiếp tục nó đẻ ra ra cái vui khác. Nhưng mà niềm vui đến từ cái nhân thiện thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra vô số cái khác. Cái này mới ghê, cái này mới ghê nè, cái này mới ghê nè. Trong kinh nói cái người sống thiện là cái người gì? Ano masata prepho gata, cái chữ đó nó sạc lắm. Ano masata prepho gata, chỉ có cái người, chỉ có chúng sanh thượng đẳng mới thưởng thức được cái niềm vui sống thiện thôi. Cho nên khi nào mà lòng mình vui được với việc lành thì mình phải biết mình là nằm trong số rất hiếm những chúng sanh thượng đẳng. Tôi nói cho các vị nghe, các vị mới rung nè. Cái này là thống kê của thế giới này của tôi. Khi bạn thò tay vào túi móc ra được 20 đô la, đô la Mỹ, khi mà bất cứ ai già trẻ bé lớn cũng cần biết, khi bạn thò tay vào túi mà lấy ra được 20 đô la, mà 20 này các vị có thể xài bất cứ chuyện gì. Chứ còn nếu mà tiền nó tiền nợ hoặc tiền mượn thì mới kể nha. Khi tôi nghe kỹ nè, khi bạn thò tay vào túi lấy ra được 20 đô la mà bạn có thể xài bất cứ việc gì, thì bạn phải biết rằng bạn đang may mắn hơn mấy trăm triệu người trên thế giới. Bởi vì trên thế giới có những người một ngày họ đi làm chỉ có được 1 đô la thôi, có biết gì đó không? Biết thì gặt, không có biết được có gặt có không? Các vị có biết mấy người, mấy trẻ em Campuchia nó đi hốt rác có biết không? Một ngày nó kiếm được 1 đô la, có ai biết gì đó không? Thì những người đó họ có khả năng cầm tờ 20 xài gì xài không? Hả? Tại sao vậy? Cực quá. Một ngày nó kiếm được cái 20 mà làm sao mà có cái chuyện mà nó cầm cái nó muốn xài vậy, nó xài, đúng không? Cho nên họ hoặc là tụi châu Phi, hoặc là tụi Nam Mỹ, cái chuyện mà cầm một tờ 20 muốn xài gì xài đó không phải dễ đâu quý vị. Không phải dễ. Trước mặt tôi nghĩ mấy cái mặt sáng sáng chứ không đánh nổi, xé được chứ đừng nói là xài. Chứ còn á, mà đọc hết mấy việc mình, khi bạn thò tay vào túi lấy ra được 20 đô la mà bạn biết là mình muốn xài được, xài gì cũng được, là bạn đã hơn hàng trăm triệu người thế giới. Thứ hai, khi mà bạn đi bác sĩ mà bác sĩ cho biết rằng bạn không có bị cao máu, tiểu đường, tim, gan, phèo phổi, tất cả đều ok, thì bạn biết rằng bạn đang may mắn hơn hàng tỷ người trên thế giới. Có tin gì đó không? Có không? Khi mà bạn đi nha sĩ mà nha sĩ nói cái răng của mày nó ok, thì bạn biết rằng bạn đang may mắn hơn 1 tỷ người trên thế giới, hiểu biết không? Hiểu chưa? Khiếp không? Khi mà bạn biết đọc biết viết thì bạn đang may mắn hơn 1 tỷ người trên thế giới. Bữa nay tôi nói cho hết. Khi mà bạn không có bị khuyết điểm dị tật là bạn đã may mắn hơn hàng trăm triệu người thế giới. Cho nên vào một ngày kia trong công viên có một ông cụ, ông đi bộ, ông thấy có cái cậu thanh niên đang sửa soạn thắt cổ. Thắt cổ thì ông lại gần, ông nói nè khoan, cho tôi hỏi một câu thôi rồi chết, tôi hứa không có can. Tại sao tự tử? Cái thể nói dạ làm ăn thất bát, bị đuổi việc. Làm ăn thì thất bát, rồi đi làm cho người ta bị đuổi việc, không muốn sống. Thì ông hỏi rằng, ông già ông nói rằng cậu có biết cậu là tỷ phú không? Cậu có biết cậu là tỷ phú không? Thì cậu thanh niên, cậu cười méo sạch, cậu nói tới nước non này mà bác còn chăm chọc cháu nữa. Cháu vì không có tiền, không biết sống làm sao, cháu biết là tự sát, mà bây giờ bác nói cháu là tỷ phú. Ông nói nè, nghe bác nói nè. Cháu có biết muốn có một hàm răng đẹp á phải đau đớn và tốn kém bao nhiêu, cháu biết không? Dạ biết. Cháu coi là hàm răng của cháu kìa, không cần đi nha sĩ. Rồi cháu có bị bệnh ở trong nội tạng không? Cháu có bị mổ xẻ cắt cái này thêm cái kia sửa cái nọ không? Nó không. Cháu có biết nhiều người bây giờ họ đang nằm bệnh viện cả mấy tháng trời mà không chắc là chữa được, cháu có biết không? Nó biết. Mà cháu có nằm trong cái số họ không? Nó không. Cháu thấy chưa? Và còn nữa, cháu có biết rằng có vô số ông tỷ phú và triệu phú trên cuộc đời này, họ sẵn sàng trở thành tay trắng, không có một xu trong túi, miễn là họ lùi lại được 40 tuổi, hiểu không? Hiện giờ họ là tỷ phú 80, bây giờ họ lùi lại còn 40, họ đang 60, họ lùi lại còn 20, họ chấp nhận tay trắng. Cháu có biết có không? Cháu biết có. Ông nói được chưa? Vậy bây giờ cháu thấy cháu có cần chết không? Nó thôi sống tiếp. Bây giờ hiểu chưa? Mình phải biết cái phước của mình nó tới đâu. Mình phải biết cái phước của mình nó tới đâu. Mà các vị có tin gì đó không? Nếu các vị có 1.000 tỷ trong tay mà 80 tuổi,
Nếu bây giờ mà có thể lấy 1.000 tỷ đó trả mình về thời tay trắng 20 tuổi, quý vị có chịu không? Ở đây các anh hiểu tôi hỏi câu hỏi đó không? 80 tuổi mà có 1.000 tỷ trong tay, bây giờ mình mất sạch để mình trở về 20 tuổi, quý vị có chịu không? Tôi là người đầu tiên chịu, hiểu hả? Nhưng mà cái cô này là cô là không chịu, cô để lại cho con. Thì tùy người, nhưng mà tôi thì tôi thấy thôi, để cho tôi 20 tuổi mà tay trắng chắc ăn hơn, đúng không? Tôi sẵn, nếu mà cuộc đời này có thể lấy tiền mà mua được thì tôi sẵn sàng làm chuyện đó. Tôi sẽ quần quật cho đến năm 80 tuổi tôi bỏ hết, quay đó là 20, hiểu không? Chứ tôi không ham mà chết trong một cái hòm bằng ngọc thì tôi không ham. Rồi, bây giờ tôi trở lại. Chỉ có người có phước mới biết được mình có cái gì. Chỉ có người có phước, người ta nói khi mà bạn không có đủ tiền mua giày, khi bạn không có tiền mua được đôi giày mình muốn, thì hãy nghĩ đến những người không có chân để mang giày, nhờ vậy bớt buồn. Hiểu không? Tôi nói tiếng Nhật nha. Khi mà ta không có tiền để mua đôi giày mình muốn, đừng có buồn, mà hãy nghĩ đến những người không có chân để mang giày. Cái phước cho kẻ nào sanh ra giàu, khỏe, đẹp, khôn. Nhưng cái này phúc hơn, phúc cho kẻ nào không giàu, khỏe, đẹp, khôn, nhưng mà có một đời sống tâm linh ok. Cái khả năng, nghe đi kỹ câu này, nói xong tôi tắt, tôi không giảng nữa. Cái khả năng mà hưởng thụ quả lành á, con chó, con heo nó có không? Nhưng mà khả năng mà thưởng thức lòng lành thì chỉ có con người mà mở quật đơn cao cấp. Cái khả năng mà thưởng thức quả lành á, con chó, con heo nó có. Con chó mà chó nhà giàu nó cũng biết sướng vậy, nhưng mà cái khả năng mà thưởng thức cái tâm lành là chỉ có con người thôi, nhưng mà mở quật đơn cao cấp. Chứ còn đa phần những con người mà mình ngoài đường mình gặp là họ đều chọn cái quả lành chứ không ai chọn tâm lành hết. Cho nên có một ông đó, con gái ông dắt bạn trai về ra mắt ổng, thì ổng mới thử, ổng nói vậy chứ nếu mà cháu đi trên đường mà cháu gặp một túi đạo đức và một túi tiền thì cháu lụm túi nào? Thì cậu thanh niên nói cháu lụm túi tiền. Thì ổng lắc đầu, ổng nói bác thì bác lụm túi đạo đức. Thì cậu thanh niên nói dạ mình thiếu cái nào mình lụm cái đó. Có hiểu không? Một rừng người mà không ai hiểu, ai cũng hiểu, chỉ một thằng không hiểu. Cho nên rời khỏi cái pháp hội này, cứ nhớ một câu thế này: khả năng hưởng quả lành đứa nào cũng có, ngu như heo cũng có khả năng thưởng thức quả lành, nhưng mà cái khả năng mà vui được với tâm lành ấy thì phải là thượng thừa cao cấp. Mà cái thứ hai mới ghê nè, cái quả lành thấy nó ngon thiệt đó, nhưng mà tới đó nó hết. Trong khi cái nhân lành mà mình vui được nhân lành đó, thì mình còn ăn dài dài. Và cái này mới đặc biệt, người không biết Phật pháp khi nhận quả lành họ nhận bằng tâm tham, khi nhận quả xấu họ nhận bằng tâm sân. Người biết đạo và hành đạo, nhận quả lành hay quả xấu đều là cơ hội để họ tạo nhân, nhân lành. Và đó mới nói nhân bánh. Ok. Mình sẽ soạn đề tăng. Nóng quá tôi không có nói nổi nữa. Thầy thầy pháp bao lâu vậy? 1 tiếng. Dạ, cảm ơn thầy. Chưa tới hả? Chưa tới. Giờ tôi ôn lại cái mấy điều. Một, lòng ta, chuyện đầu tiên ta phải xác định trong cuộc đời của ta, ta phải xác định được ta đến với chùa để làm cái gì, và ta đã có những chuẩn bị cho cái lý tưởng đó hay chưa. Một, xác định lý tưởng của mình là gì. Thứ hai là ta đã có những chuẩn bị tương thích đối với cái lý tưởng đó hay chưa. Mong Phật ra đời mà thất thanh sản mình có. Thất thanh sản là cái gì? Tính, thí, giới, văn, tàm, quý, trí mình có. Tính là gì? Là chánh tín, tức là một cái niềm tin mà đi kèm với trí tuệ mình có. Thí, thí ở đây tôi không có kêu gọi các vị phải cúng bạc tỷ, no. Mà thí ở đây có nghĩa là tùy sức mà chia sẻ cho người khác, cái đó gọi là thí nha. Và nhớ thế này, niềm vui của cái người cho ra luôn luôn
nhiều hơn cái niềm vui của người nhận vào. Mặc dù đa phần chúng ta thích nhận mà không thích cho, đa phần chúng ta thích nhận không thích cho, nhưng mà hiếm có người hiểu rằng cái niềm vui của người cho nhiều hơn người nhận. Tôi chứng minh, tôi cho các vị 1 triệu, các vị chỉ vui được có 1 tiếng 2 tiếng thôi. Nhưng mà tôi đó, nhiều năm sau mỗi lần tôi nhớ đến cái chuyện mà tôi đã từng lấy 1 triệu mà tôi cho cái người nghèo á, tôi vui được mấy chục năm, có đúng không? Có hiểu tôi nói gì không? Tôi tại bệnh viện Chợ Rẫy có một lần đó, đi thang máy, tôi đi chung thang máy với 2 mẹ con cái bà đó ở dưới quê. Tại sao tôi biết quê? Tôi thấy họ đi lên bệnh viện, họ đi bằng gió đệm ấy, tay chân phèn không. Thì tôi có hỏi cô là bác bị sao vậy chị? Thì bà nói là bị bao tử phải mổ. Thì tôi nhớ tôi làm sẵn mấy cái bao thơ để bôi trơn, biết bôi trơn không? Mà tại sao lúc đó tôi có tiền, lúc đang lo giấy tờ đang đi bên ngoài, cho nên tôi phải chuẩn bị. Thì tôi lấy 1 bao tôi đưa mà cho cái đứa con, người con, tôi nói gửi cho bác uống thuốc. Thì cái cô y tá mà cũng đẩy cái con nói là sáng sớm mà em hên em gặp thầy, mà nó nhớ nó văng vẳng trên tay tôi tới bây giờ, tới hồi tôi chết tôi vẫn còn nhớ cái đó. Mà tôi biết họ mừng lắm, cái số đó không có đáng nhưng họ mừng lắm. Bởi vì khoan đến thuốc men, cái bao thơ đó đó là tôi nghĩ nếu mà để ăn trưa chắc họ ăn chắc cũng nhiều nhiều á. Để ăn nuôi bệnh phải ăn trưa. Mà đôi khi cái số tiền đó nó là bao nhiêu, nếu mà đem đổi qua thời giá bây giờ thì nó không giá trị nữa. Nhưng mà một cái tấm lòng của mình mà có một cái dịp để mà mình đưa nó biến thành nghĩa cử á, thì nó sẽ đời đời trở thành cái gia sản. Cho nên là tôi nhắc lại lần nữa là chỉ có cái người cao cấp mới vui được với nhân lành. Còn cái kẻ mà thưởng thức cái quả lành nó thường lắm, con chó con heo nó vẫn có, nhưng mà biết vui với cái nhân lành không có nhiều. Thứ hai, khi vui được với nhân lành chúng ta sẽ được vô số cái điều lành, còn khi vui với quả lành chỉ là một cái đứa hưởng thụ thôi. Có khác biệt rất là lớn, đúng không? Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai đó là cái chữ trong kinh Đức Phật Ngài Cả Sạ, cái chữ thuận dòng rất là quan trọng. Chúng sanh tầm cỡ nào, chủng tử nào thì sẽ tìm về với nhau như thủy ngân vậy. Cái biết thủy ngân không? Cái đó quan trọng lắm. Hôm nay chúng ta đi chùa thì hôm nay tâm tình, hoàn cảnh, tâm tình, hoàn cảnh, cảm xúc, trình độ khác nhau. Nhưng mà chúng ta có phải có một cái điểm đồng, đó là cùng thương Phật, quý Phật, cùng cầu giải thoát chúng ta mới gặp nhau. Nhưng mà mai này tắt thở hết, chúng ta sẽ về với những người mà họ còn trùng hợp hơn nữa, họ còn phải trùng hợp lộn, họ phải là giống với mình nhiều hơn nữa. Thì nên nhớ cái này, chúng ta muốn mở một cái phone hay là mở một cái iPad, mở một cái laptop của ai, chúng ta cần password, đúng không? Thì chúng ta muốn đến được với những người băng lành, chúng ta cũng phải có cái password của người đó. Chúng ta muốn nghe pháp Phật mà chúng ta hiểu, chúng ta phải có cái password của ngài chứ, cái mật khẩu ấy. Tại sao nó có cái chữ tri kỷ tri âm? Là vì người này biết được cái mật khẩu người kia. Tại sao giữa một biển người mà mình lấy con lan mà không lấy con cút, con đào? Tại sao vậy? Là vì mình có được cái password của nó. Mình nói được, mình làm được cái mà nó thích, nó muốn. Người lành cũng vậy, muốn được an lạc thì phải làm thiện. Mà điều kiện để làm thiện nó gồm có mấy? Gồm có 3. Một là tâm thiện, 2 nữa là bạn thiện, 3 là hoàn cảnh để làm thiện. Đã có cái đó nữa nha, không phải dễ đâu. Vì sao vậy? Vì vạn pháp ở đời đều do duyên tác động, không có gì mà tự nó diễn ra và xuất hiện, chỉ nó không có. Nhớ nha, chuyện đời không có cái gì mà tự có. Cho nên muốn được hạnh phúc thì phải làm thiện. Nhưng mà muốn làm thiện thì chúng ta phải cần đến tối thiểu là 3 điều kiện. Một là tâm thiện, 2 là phải có bạn thiện, 3 là hoàn cảnh để làm thiện. Chứ còn mà mình ở trong một cái nơi mà có mình thiện mà xung quanh mình toàn là mấy người đời, cũng khó làm thiện lắm. Có phải vậy không? Có nhiều khi quý vị rất là muốn tốt bụng, nhưng mà gặp ví dụ như mình không xả rác, mình gặp rác mình lụm, mà một đứa mà đạp ga mà 100 thằng cha đạp thắng thì làm sao mà xã hội nó khá được, hiểu cái đó không? Một đứa đạp ga 100 thằng cha đạp thắng,
mình không xả rác, một đứa giữ vệ sinh mà 100 đứa xả rác thì mình cũng nản, tôi dẹp luôn. Tôi biết đó, mấy những chỗ công cộng đó, nhiều người lắm muốn chùi cầu lắm, họ chùi cho nó sạch, giữ cho nó khôi, cho nó thơm, nhưng mà ở vô họ làm xong 100 sĩ đoàn nó tràn vô trở ra trả lại như cũ, nếu họ nản họ không làm nữa, có không? Cho nên muốn làm thì, hoặc là mình muốn bố thí mà gặp toàn là cái đứa mà lợi dụng nó cũng nản nữa, có. Bố thí gặp cái đứa tự trọng nó êm lắm, nó vừa tự trọng mà nó vừa hào sản, thì cái lòng hào sản của mình nó được kích thích, nó được khích lệ ghê lắm. Còn đằng này mình muốn rộng rãi mà gặp nó tính, nó dắt chày ra nước, hiểu không? Của mình quăng ra, còn nó xài của mình xong rồi của nó ém, thì nó làm những thời gian của mình nản. Mà chưa kể là mình khi mình làm từ thiện là mình bị nó diễn dịch, rồi nó bôi bát, nó phỉ bán, nó chà đạp, đấy mình cũng nản. Cho nên cẩn thận với cái mạng xã hội á, cẩn thận với cái đó. Cho nên là đừng để mình trở thành nạn nhân của thiên hạ. Nên nhớ, cái gì đúng dầu không ai theo nó vẫn đúng, cái gì sai dầu cả triệu người theo nó vẫn sai. Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Buổi sáng nay tôi nói lung tung hết. Bên sáng nay mình ăn gì, ăn tiệm sắm, vẫn là cái giống giả gì cũng đeo ra mình quất hết, rồi mình coi mình hợp với cái gì nha. Há cảo là bánh bao là chân gà à, rồi ok. Mong các vị có một ngày Phật đản vui, ý nghĩa và lợi ích. Và nhớ một điều, ai đi nữa nghe cũng vậy, nhưng cái quan trọng nhất là mình phải xác định là từ buổi giảng đứng dậy ra về có cái gì bỏ túi hay không, để mình tích lũy. Và nhớ, chỉ có cầu an và cầu siêu ngay từ bây giờ, chứ đừng đợi đến lúc ngáp mà mời thầy bà tăng ni tới thì muộn rồi, muộn lắm rồi. Đừng có để chúng tôi tới tụng mà không có tin. Có những khi tụng mà nhìn bả đi xuống, nhìn coi bả đi xuống kiểu nào, có trường hợp đó nữa. Tụng mà nhìn coi nó đi xuống kiểu nào. Còn có người mình tụng mà mình biết người này không cần tụng. Bởi vì nước có ba dạng: nước thể lỏng tự tìm chỗ thấp chung xuống, nước ở thể khí tự bốc hơi lên cao. Tâm mà nặng nề chết rồi tự động nó kiếm chỗ thấp nó chung xuống. Tâm nhẹ nhàng khi hứa tắt thở tự động. Ok, chúc các vị ngày vui.